Gan đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa của cơ thể. Nếu chức năng gan suy yếu sẽ ảnh hưởng tới tất cả các cơ quan khác trong cơ thể. Trong những ngày Tết, gan thường phải làm việc rất vất vả để chuyển hóa một lượng lớn thức ăn giàu chất đạm, chất béo. Không chỉ vậy, dịp Tết, nhiều người không tránh khỏi việc sử dụng quá lượng rượu bia, nước ngọt khiến gan không thể đào thải kịp, các chất độc tích tụ trong gan gây tổn thương gan. Nghiên cứu đã chỉ ra, chỉ có khoảng 5-10% lượng rượu bia đi vào cơ thể được bài tiết qua mồ hôi, hơi thở và nước tiểu. 90-95% lượng rượu bia còn lại được chuyển đến gan để xử lý. Tuy nhiên, một là gan khỏe mạnh, công suất tối đa chỉ có thể xử lý được khoảng 2 đơn vị cồn trên một ngày. Ngoài ra hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại rượu giả, rượu nhái kém chất lượng, chứa toàn cồn công nghiệp ethanol. Lượng rượu bia này nếu được hấp thụ vào cơ thể, không những làm tăng tốc độ tàn phá gan mà còn có nguy cơ gây ngộ độc rượu. Vậy làm sao để bảo vệ gan? Cần lưu ý gì để giảm gánh nặng cho gan trong những ngày Tết? Cùng lắng nghe tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam. Chúng ta nên biết trong những ngày cuối năm hoặc là những dịp Tết thì những cái cuộc liên hoan liên tục xảy ra, và trong những bữa ăn thì chúng ta phải ăn rất là nhiều các cái chất đạm, cho nên chính vì thế nó tạo thành một cái gánh nặng cho gan. Cho nên muốn làm sao để giảm gánh nặng cho gan thì cái thứ nhất là tiệc vui thì vui nhưng chúng ta ăn uống cũng nên có điều độ. Và thứ hai nữa là những cái chất uống cũng như là rượu bia hoặc là chất có cồn thì chúng ta nên hạn chế. Ngoài ra thì chúng ta cần có thể là trong những buổi tiệc vui như thế thì chúng ta có thể uống một số các loại thuốc hoặc là cái thảo dược có thể là tăng cường cái thải độc gan. Thí dụ như những thành phần trong cái có những cái như là cây sữa hoặc là actiso, nhân trần, thì những cái loại thuốc và hoặc các cái thảo dược đó nó có thể tác dụng thải độc các cái nhiều các cái chất ra khỏi gan ra khỏi cơ thể, thì làm cho chúng ta cảm thấy